Và tiếp theo sau đây là một câu chuyện quá khứ, một nguyên nhân vì sao mà người bạn này của chúng ta đã tăng cân dữ dội. Và sự xuất hiện ngay bây giờ đó chính là Minh Thảo. Tuần này thì Tự Thảo được gặp anh Nam Trung thực sự rất là hứng thú. Bởi vì mình con gái mà nghe thấy làm đẹp là thích rồi. Anh Nam Trung đã tư vấn rất là nhiệt tình. Bởi vì Thảo cũng chưa có định hình được cái phong cách của mình giống cái đồng hồ cát, nhưng mà nó hơi bự chút xíu. Anh ấy sẽ cho mình cắt nhuộm tóc sáng lên, make up trọn vẹn khuôn mặt của mình. Khi mà mình nhìn vô gương thì anh ấy chỉ cho mình cái để nhìn như thế nào để thu hút. Bây giờ đã tự tin, rất là bất ngờ bởi vì mình thon gọn và nhỏ nhắn hơn nhiều lắm so với lúc trước. Nhìn lại cái hình mà lúc mà mình mới bước vào chương trình, tự bản thân thấy rất là hổ thẹn. Và đến bây giờ thì đã có một sự thay đổi rất là vượt bậc. Tinh thần cũng thấy thoải mái, lạc quan. Và mình nghĩ là cái mục đích trong chương trình từ đầu của mình á là có thể giảm được 20kg. Cũng sắp gần tới đó rồi. Tuần trước anh Hưng có nói là khi nào mà đến cái lúc mà kiểu là sống chết thì Thảo mới có thể bùng nổ được. Cái điều đó mình nghe mình thấy rất là buồn. Thảo sẽ không bao giờ mong muốn cái tình trạng đó xảy ra nữa. Đương đại thì chưa bao giờ tiếp xúc với nó, dù là rất là thích nó thể hiện từ bên trong và mà nó thoát ra động tác. Cái chân của Thảo bây giờ cũng còn yếu, cho nên Thảo phải tập ép dẻo nhiều, sạc ngang, rồi tập chống để mà cái lực tay mình nó mạnh là nó quá khó với Thảo luôn. Thảo sẽ gửi một cái màu sắc hoàn toàn khác, cố gắng để mà hoàn thành thật tốt cái bài đương đại này. Bởi vì đây là cái bài đương đại đầu tiên mà đội của Thảo và anh Hải thi. Và bây giờ là nhận xét từ giám khảo Trần Huy Trần. Thảo, bình thường em thi mấy cái bài gợi cảm, em ít thi mấy cái bài nghiêm túc. Bài này nó hơi nghiêm túc và nó rất là nghệ thuật. Và anh thấy em làm rất là tốt. Anh cũng hơi lo lắng, tại vì chừng nào mỗi tuần mình thấy một thí sinh có một cái màu riêng và mỗi tuần mình thể hiện cái màu đó thì chừng nào mình làm một cái khác, một cái mới, anh hơi lo lắng là có làm được hay không. Cái bài này em làm cho anh hết lo lắng. Mấy cái động tác trong cái bài này, cái sự tương tác trong cái bài đương đại này nó rất là khó, vì hai cơ thể phải dính vô nhau và tìm cái trọng tâm và thở và làm mấy cái động tác cùng nhau để cho nó nhìn mượt. Và em không phải là một diễn viên đương đại ha, ba lê ha, một vũ công, mà trong cái thời gian rất là ngắn em hiểu cái sự tương tác như vậy, cái đó rất là tuyệt vời. Một cái nữa là cái phần anh rất thích là chừng nào em vượt qua cái khó khăn và em quay qua và cái gương mặt của em sáng và tươi, nổi da gà. Mấy cái động tác tự nhiên của con người, chừng nào mình hai bạn nằm xuống và bỏ hai tay lên như vậy, không cần kỹ thuật, không cần gì cả, chỉ cần một cái sự tự nhiên và cái tim và cái hồn và cái động tác đó nó rất là hay. Wow, không biết nói gì nữa. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét từ giám khảo Hoài Linh. Đã có một chữ wow cho Hải rồi đó. Tại từ đầu tới giờ
Có những tiết mục được điểm 10 nhưng chưa có cái chữ wow. Wow phải không? Wow. Nãy giờ bây giờ anh mới nghe cái chữ wow đó. Wow. Quên nói luôn là mấy cái bưng bê là hải cái lưng của em sao? Đúng không? Em bê đỡ Thảo nè, xong Thảo em cũng bê đỡ Hải. Đây thực sự là một cái bài đương đại kỹ thuật rất cao, rất khó. Đối riêng với Lâm Bình Hải thì tôi càng lúc tôi càng quý bạn hơn. Hải có cái niềm đam mê quá lớn. Và ngày hôm nay tôi thấy cái lúc mà Hải bưng bê thì bắt đầu tôi thấy hơi lo lo. Bởi vì biết là anh em ở trong nhà hay là anh em ở trong nghề với nhau đều biết là Hải đang bị về cái phần lưng này. À, tuy nhiên khi mà hai bạn diễn thì tôi có cảm giác như là Hải là một cái người rất là khỏe và rất là mạnh mẽ. Hôm nay Thảo thật sự như là anh Huy nói, tức là cái lúc con diễn tả cái nét mặt buồn bã, chán nản và khi cái lúc con vui là hai cái đó nó bật ra, nó sáng hẳn luôn. Kể cả những cái lăn vào để tính toán như thế nào để cho cái động tác kế tiếp nó không bị rời rạc. Và hôm nay các bạn đã làm rất là tốt cái bài này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn biên đạo Hoàng Minh và cảm ơn hai bạn. Xin mời nhận xét từ giám khảo Đàm Minh Hưng. Đối với Thảo thì cái phần diễn xuất anh nghĩ là nó nằm trong tầm tay, mẹ là một diễn viên, cho nên anh đánh giá là không phải là tốt mà là rất tốt. Về cơ mặt, về ánh mắt, những động tác rất là hiện đại, đầy kỹ thuật ở trong cái bài thi này. Sự bưng bê nào ở trong cái phần thi này cũng đều đạt ở mức độ là chuẩn, nó chính xác và nó nhấc bổng lên và đặt xuống, nó đúng ngay nhịp rồi khuôn và nó không làm thấy bị loạn choạng tí nào cả. Nói chung là một tiết mục đáng được yêu thích và đáng nhớ trong đêm hôm nay. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ là những số điểm dành cho Minh Thảo và Lâm Vĩnh Hải. Xin mời giám khảo Chuẩn Huy. Wow, 10 điểm. 10 điểm. Đúng dự đoán. Và giám khảo Hoài Linh sẽ là 10 điểm. Và giám khảo Đàm Vĩnh Hưng sẽ là... Em xoay một vòng nữa coi. Yeah. Yeah. Đó là 10 luôn rồi đó. 10 luôn. Và 3 điểm 10 dành cho cặp đôi Minh Thảo và Lâm Minh Hải. Xin chúc mừng các bạn. Bây giờ hai bạn bước vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo.